Dây chuyền á, dây chuyền đang yếu lắm. Giáp lửa thổ kỳ nhất. Giáp lửa là dành cho tướng tăng phía trên. Mình có một con hộ pháp. Sức máu. Máu là nhiêu? 1100. Nhà 100 đấu sĩ là chỉ tăng máu không mà. 10 sát thương đòn đánh. Mình sẽ chơi thử 4 bí ẩn nha. Bí ẩn cuối, bí ẩn cuối mạnh lắm á. Thần tài đấu sĩ nè. Thì một con chiến tướng thiện xạ. Này đi. Đi đi. Thằng kem 2 vào ngày 600. Ôi bà rơm luôn kìa. Trời ơi. Hai sao thế này thì chịu sao mà thấu. Pha sắp nó ra chơi ăn gian luôn, bỏ bà rầm nhiều luôn. Hấp quyết hả? Cuồng kéo linh hồ, song đấu hộ pháp, trời nó chạy cái hiệu ứng rồi cái gác gì, xà lửa đó, ôi mình mới thấy nó gần chết rồi mà, hey. Đó, ghét không? Thần tài pháp sư. Thần giả hộ pháp, thần tài pháp sư. Pháp sư. Tiên phong. Pháp sư, có ba pháp sư. À, nó là pháp sư thần tài mà, thôi bỏ đi. Trời, nó khỏe kìa. Gì được sao đánh. Phong giáo kìa. Xong đấu kìa. Linh hồ hả? Linh hồ thiện xạ. Carita mà ba cuồng cung thì phóng hơi ghê đó. Ba cuồng đao cũng hơi ghê, quá tốc độ nhanh lắm luôn á. Ba pháp sư. Coi cái ông ok, ông đứng mang đó chết bèo ổng luôn. Lù đáng ghét không? Giáp lửa. Ok, ông máu. Đầy máu.
Đầy máu hả? Đầy máu, đầy máu. Ôi, có thần tài luôn này. Một thần tài, hai thần tài, ba thần tài, một tiên phong. Ui trời ơi, thần tài xịt rồi. Ui đánh gì trời. Nói cái gì ra cái giáp máu mà di chuyện hả? Vô thủy không đưa không đúng. Trời ơi, gõ không thấm nó kìa. Đáng ghét không? Đổi con Tam Gen lấy cái mũ ra. Gõ thấy mẹ luôn. Còn không là thêm một cái nước mắt nữa. Ok không? Ok không? Gõ thấy mợ mày luôn. Nó tăng ta nói vậy sao gõ căng gì trời, cứ ngắt luôn vậy. Rồi hai con quỷ đánh nha. Hai con quỷ đánh nhau kìa. Trời ơi. Mình đang xem cái gì vậy ta? Đa rớt 50 năng lượng mà vẫn thiếu hay là có bụi xanh nữa thì tuyệt vời. Ngày 200 máu. Ê. Có cái để đốt rồi. Có cái để đốt rồi. Trời ơi, gì kỳ vậy? Nát không? Ồ, ồ, ra rất bữa dữ vậy.
bữa nó ra rớt, bữa nó ra rớt, bữa nó trời ơi được 2 điểm 3 điểm gì đó, như là chủ ba đó. Chuỗi hai cái này cô mười hai vàng Gali đâu kiếm được hệ sát thủ đâu. Tiên phong chiến thuyết tiên phong. Ủa, giáo nữa hả? Mày chơi giáo nhiều quá ta. Này thì găm với chúng tôi nè. Đốt mày sắp mặt ra. Cái Nico nữa nào, cái Nico nào, cái Nico nữa nào, mình chưa có tướng tinh anh đó. Khá là nhiều tiền rồi đấy. Sát thủ hả? Sát thủ được không chơi được. Mình không có đồ sát thủ luôn. Đang ghét hè này à, nếu vô nó đứng ở sau lưng hơi bị đuối đó, không có sát thủ. Con pháp sư nữa hả? Sư đa rết gõ hơi bị dữ đấy bạn, gõ gõ ra rết mình gõ hơi bị dữ á. Đây một con rồng Aridon Son. Ơi mình 82 máu lận. Rồng còn nước mắt không, còn nước mắt không, hai cái này ít ai lấy này. Ui sợ ơi, xịt thiệt chứ. Đồ đáng ghét. Ôi today we fight. Trận thắng nữa thôi sẽ được cộng 3 điểm.
bữa nó đệ đã rớt một sao đấy. Thần tài xịn. Cái hình sida luôn á. Ồ, có cung kìa. Thế thì mấy em chết với anh rồi. Trời ơi, gõ kìa. Gõ kìa, ô lắp rồi. Ơi, ô lắp điên rồi. 5-0. Năm trái ô lắp rồi, ô lắp. Bí ẩn Long tộc. Sorry man. Bí ẩn hả? Chơi bốn bí ẩn thử nha. Long thần rộng có đồ mới đau đầu chứ. Cái nữa em, cái nữa em, hay quá, vừa cứu được lúc luôn. Quên, đó là bí ẩn với chương thiết. Ghét, lấy cái nước mắt nữa. À, không. Ê. Này chứ. Ờ. Lấy này vô đánh được gì ta? Bỏ rộng ra, bỏ bí ẩn ra thì cũng rộng
bỏ bí ẩn đi, mình vô nè đi. Đại sư hả? Long tộc. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Sẽ hơi bị đau dữ vậy trời. Long tộc mà không có độ long tộc nó đau đâu chứ. Bỏ con rồng nhỏ ra, không đủ. Bỏ ra rớt ra hả? Pháp sư thì cũng không đủ hả? Bỏ Ani ra đi. Ý chết mẹ lộn rồi. Nhầm rồi, trời ơi. Đa rớt cái hệ đồ tể hả? Dùng cái đồ tể giả đi. Ôi phải Samira vô được rồi.
38 máu. Ui mấy thằng một máu nguy hiểm ghê trời. Ăn tay kìa. Ui, bỏ cái ăn tay ra. Tràn vàng mới được. Ôi ôi, phiêu quá. Kéo tướng xài nhất hả? Xài nhất mình là rồng. Mình chả thấy gì luôn. Ồ, gì mà thắng kìa. Không tin được. Thì đây em cái khiên hả? Khiên cho ai được ta? Cái rồi anh tất cả các đồng minh kế bên sẽ nhận được 4 nguyên giáp không phép cho chúng ta giao tranh. Rồi chụp rơm luôn. Rồng rồng giả đánh được rồng thật kìa, mình là rồng dởm đó. Ôi, quá trời đồ. Lee Sin nó có đồ rồi. Trời ơi.
Ôi lắp đánh ghê vậy trời. Ôi lắp đánh ghê vậy. Sao đứng hình rồi? Ơi, chắc lên đường rồi. Đáng ghét thì chứ. Lá nó 3 độ, nó khác vãi. Đi đây. Bàn tay quả tiện. Con mở đó, quốc đại đi. Phê quá rồi. Cạn máu rồi. Dưới cộng đồng cái coi. Lên đường. Ồ, đây. Chính hắn, chính hắn, chính hắn. Mới đến vậy là chơi gì trời. Đến vậy là chơi gì. Chứ em cứ với tiền phòng của tôi thì đánh tiền phòng như tướng nào được. Này là gì? Xilin hả? Xilin hả? Xilin, 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 Xilin. Không ra, vãi đạn rồi. Vãi đạn rồi. Đá búa xù xì ngầu hết rồi. Lên đường. Hai người dễ chờ bạn ơi. Quậy nát nát bể si thiệt, đời hình mình si thiệt rồi.
kéo được hai con kia. Lại được hình ông đó được.